Xin chào nhà báo Nguyễn Phương Bình ạ. Vâng ạ, xin kính chào anh Trần Quang Thành. Thưa nhà báo Nguyễn Phương Bình, chúng tôi được biết là mới đây ông và một số cộng sự đã thành lập một cái nhóm gọi là nhóm thể chế. Ông có thể cho biết là cái ý tưởng của nhóm thể chế là gì không ạ? Dạ, xin cảm ơn anh đã hỏi tới cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi. Tên đầy đủ của nó là nhóm nghiên cứu thể chế, và cái nhóm này là một cái nhóm học thuật, và cái mục đích của nhóm là đưa ra một cái dự án xây dựng thể chế dân chủ để cho trong tương lai, và nếu mà áp dụng được vào cái việc xây dựng thể chế cho nước Việt Nam sau này là điều tốt, nếu không thì cũng quảng bá được một cái cách thức xây dựng thể chế dân chủ ở Việt Nam. Vậy thì nội dung cụ thể của nhóm hoạt động là thế nào thưa ông? Dạ, cái điều đầu tiên ấy là lý do mà để cho cái nhóm ra đời cũng như đưa cái dự án ra là nó có hai lý do. Cái lý do thứ nhất là qua cái quá trình mà chúng tôi tìm hiểu rồi nghiên cứu về các cái vấn đề kinh tế chính trị xã hội của Việt Nam, thì chúng tôi nhận thấy rằng là Việt Nam sắp tới là sẽ có một cái sự thay đổi lớn về cái chế độ xã hội, và nó ở trong cái tương lai gần. Đấy, qua cái nghiên cứu về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội đó, thì chúng tôi nhận định là như thế. Và cái việc mà thay đổi cái chế độ như vậy thì nó cần có những cái dự án, những cái đề xuất, rồi những cách thức về xây dựng cái thể chế dân chủ trong tương lai. Và đó là chúng tôi nghĩ là đó là một cái điều cần thiết để người dân có thể hình dung và mường tượng được cái thể chế dân chủ trong tương lai. Đấy là cái lý do thứ nhất. Và cái lý do thứ hai của chúng tôi ấy, là qua nghiên cứu thì chúng tôi cũng thấy là cái bản thân cái nội dung của cái thể chế dân chủ hiện hành trên thế giới và cái cách thức xây dựng thể chế dân chủ nó có nhiều những cái khiếm khuyết, những cái lỗ hổng, và chúng tôi đã nghiên cứu để tìm ra được một số những cái giải pháp để khắc phục những cái khiếm khuyết, những cái lỗ hổng đó. Đấy, và chúng tôi muốn trình bày với lại những cái nhà khoa học, rồi những cái tổ chức chính trị, rồi nói chung là nhân dân nói chung về những cái nghiên cứu của chúng tôi để cái khắc phục được những cái lỗ hổng và những cái khiếm khuyết trong cái việc xây dựng thể chế dân chủ hiện hành trên thế giới và cái cách thức xây dựng của nó. Đó là cái lý do thứ hai, là chúng tôi nhận thấy là nó có những cái lỗ hổng và những khiếm khuyết, và chúng tôi tìm ra được những cái để khắc phục những cái lỗ hổng và khiếm khuyết đó để cho cái việc xây dựng thể chế dân chủ nó được trôi chảy thuận lợi và nó được tiến hành nó tốt đẹp hơn. Đó là hai cái lý do chính mà chúng tôi họp nhau lại để lập ra một cái nhóm gọi là nghiên cứu thể chế và đưa ra một cái dự án như thế. Quá trình mà xây dựng cái nhóm này có gặp những khó khăn gì và thuận lợi gì thưa ông? Dạ, về cái cơ bản thì cũng không có nhiều cái khó khăn lắm. Nhóm chúng tôi mới chỉ có 4-5 người, và anh em nói chung là đồng thuận trên cái tinh thần là học thuật. Đấy. Và đã có những cái trao đổi với nhau và đưa ra được những cái đồng thuận trong cái việc mà xây dựng một cái dự án dân chủ mới, mà nó cũng có những cái khác biệt so với cái cách thức so với những cái nội dung của cái thể chế dân chủ hiện hành trên thế giới, và cách thức xây dựng của nó cũng có sự khác biệt. Đấy, và nói chung là bởi vì nó là một cái nhóm học thuật cho nên là cái số người là nó cũng còn đang rất là hạn chế. Chúng tôi tập trung vào đi thẳng vào những cái vấn đề bản chất cốt lõi nhất của một cái thể chế dân chủ, cho nên là
Còn cái quá trình thì đây là một cái quá trình là nghiên cứu nó cũng rất là dài hơi. Cá nhân tôi thì cũng đã nghiên cứu được từ 2000, theo tôi nhớ không nhầm thì là từ cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, đã bắt đầu nghiên cứu về những cái vấn đề mà dân chủ rồi phương thức xây dựng thể chế dân chủ đấy, và một cái quá trình nó dài bền bỉ như thế. Và sau này thì kết hợp với các anh em khác thì nói chung nó cũng có nhiều cái thuận lợi đấy, nhưng mà bây giờ thì nhóm nó cũng còn rất là ít người, và sau này là cũng phải kết nạp thêm trên cơ sở đồng thuận về học thuật đấy. Trong tiến trình hiện nay, thực tế ở xã hội Việt Nam, nhà nước Cộng sản đang tiến hành những cuộc đàn áp trắng trợn, bắt bớ những nhà hoạt động dân chủ. Vậy thì các ông có thấy lo ngại gì về vấn đề an ninh mà nhóm chúng ta có thấy không ạ? À vâng, cái này thì cũng có một số người, thậm chí là an ninh, họ cũng đã mời tôi lên để trao đổi về cái nhóm, về cái nhóm của chúng tôi là nhóm nghiên cứu thể chế. Thế thì quan điểm của tôi là đây là một cái nhóm học thuật đấy, và nội dung của nó cũng đơn thuần là vấn đề là hướng đến một cái thể chế dân chủ trong tương lai, là nó có tính lý thuyết nguyên lý đấy. Bởi vì nó là một cái xây dựng thể chế dân chủ mà ở Việt Nam thì nó chưa có, cho nên là nếu mà nói mà nó không liên quan tí nào đến cái hiện tình đất nước cũng như là cái nền chính trị Việt Nam thì nó cũng không đúng, nhưng mà thực sự ra là nó là nguyên lý, nó là lý thuyết đấy. Cho nên là khi mà người ta có hỏi tôi đấy, thì tôi cũng nói là đây, cái này nó là hoàn toàn là về mặt nguyên lý, về mặt lý thuyết. Thế còn việc mà xử lý đến đâu thì là việc của các vị, thì tôi cũng không quan tâm, bởi vì có những cái bài viết của tôi về cái nền chính trị rồi về cái thực trạng của đất nước thì nó còn rất là nhiều cái bài nó còn nặng nề, mà nó còn đấy, mà các vị xử lý những cái bài ấy còn không xử lý, thì đây là những cái vấn đề về mặt nguyên lý lý thuyết đấy. Thế thì nó là cái việc của các vị thôi đấy. Cho nên là bản thân chúng tôi là xác định là đây là cái vấn đề học thuật đấy. Và cũng không không bởi vì thực ra bây giờ ở Việt Nam á, có nhiều người thì người ta nghĩ là chúng tôi trương là cái biển học thuật, rồi là chúng tôi lợi dụng, rồi là để chúng tôi dùng để là hoạt động chính trị bên trong. Thực ra thì tôi trả lời là như thế này, và bây giờ cái bối cảnh của Việt Nam bây giờ nó rõ ra hết rồi. Nếu mà tôi có ý định mà làm chính trị mà làm thì tôi làm thẳng luôn, chứ việc gì tôi phải mượn một cái tên gọi một cái tổ chức gì mà nó phải phải né tránh đi đâu đấy. Cho nên là thực sự ra đây nó là một cái vấn đề học tập về vấn đề nguyên lý, nó đơn thuần là về khoa học đấy. Thế còn việc xử lý thì là của người ta thôi, mình không không can thiệp được vào cái chuyện đó đấy. Vậy thì theo nhà báo Phương Quốc Bình, triển vọng và cái tương lai của cái nhóm của chúng ta nó sẽ đi về đâu? À vâng ạ, thì cái mục tiêu của nhóm thì có ba cái mục tiêu anh ạ. Thì mình sẽ cái căn cứ vào ba cái mục tiêu đó, là cái mục tiêu thứ nhất là đưa cái dự án xây dựng thể chế dân chủ của chúng tôi ra. Đấy, nếu như mà sau này mà chế độ thay đổi mà đất nước mình mà áp dụng vào cái dự án của chúng tôi xây dựng cái thể chế dân chủ trong tương lai của Việt Nam, thì đây nó gọi là giấc mơ biến thành hiện thực. Thì đó là cái điều đẹp tốt đẹp nhất đối với nhóm chúng tôi đấy, là nhóm mà đưa ra một cái thể chế cách thức xây dựng và cái nội dung của cái thể chế dân chủ mà được ứng dụng thì nó không còn cái gì đẹp hơn đấy. Đấy là cái điều mà gọi là giấc mơ biến thành hiện thực, đấy là cái mục tiêu của chúng tôi, đấy là mục tiêu số 1 cao nhất đấy. Nhưng mà còn nếu trường hợp mà chúng tôi chưa hoặc là không áp dụng cái dự án của chúng tôi vào trong cái việc xây dựng thể chế dân chủ tương lai của Việt Nam, thì chúng tôi cũng đưa ra được một cái phương pháp tiếp cận mới trong cái nội dung thể chế dân chủ cũng như là cách thức xây dựng thể chế dân chủ, thì ít nhất ít nhiều là chúng tôi cũng đưa ra một cái cách nó khác với hiện tại đấy, thậm chí nó khác với cả thế giới. Nó có một số cái nó khác mà khác nhiều khi nó là bản chất đấy, nó là những cái cốt lõi đấy. Thế thì ít nhất là chúng tôi cũng đưa giới thiệu được một cái phương thức xây dựng thể chế dân chủ, xây dựng một cái phương thức tổ chức hội mới nó khác đi đấy, để cho mọi người, để cho các giới khoa học cũng như là các
các cái tổ chức chính trị cũng như là các cái đông đảo quần chúng là biết được là có một cái phương thức xây dựng thể chế dân chủ nó như thế, nó mới như vậy, nó khác như thế. Đấy là cái mục tiêu thứ hai. Đấy, còn cái mục tiêu thứ ba là ít nhiều là chúng tôi cũng góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân, của nhiều người về cái việc mà xây dựng thể chế dân chủ thông qua cái việc trình bày cũng như là quảng bá cái dự án của chúng tôi. Thì nó có ba cái mục tiêu như thế. Mục tiêu cao nhất là ứng dụng được cái dự án này vào cái thể chế dân chủ tương lai của Việt Nam. Cái thứ hai là nếu không ứng dụng thì ít nhất là cũng đưa ra được một cái cách thức, một cái phương thức tổ chức xã hội mới. Đấy, nó có cái sự khác biệt để mọi người tham khảo. Đấy. Và cái thứ ba là để nâng cao cái nhận thức của người dân về cái việc mà xây dựng thể chế dân chủ. Đấy, bởi vì cái nội dung của nó có rất là nhiều. Và nếu mà người nào cần tìm hiểu thì nó cũng rất là có ích. Đấy. Thì chúng tôi là có ba cái mục tiêu như vậy. Xin cảm ơn ông Nguyễn Bình và mong rằng nhóm của ông sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần thiết thực vào cái vấn đề dân chủ hóa đất nước ạ.